Cần Thơ có lá chắn nghìn tỷ, bến Ninh Kiều vẫn chìm trong nước. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng Cần Thơ, thời gian qua, những lá chắn từ dự án 3 kiểm soát ngập cho gần 2.700 ha trung tâm quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy đã phần nào hoàn thành mục tiêu chống ngập cho trung tâm thành phố Cần Thơ. Dự án 3 có tổng mức đầu tư khoảng 9.100 tỷ đồng, gồm 3 hợp phần với 46 gói thầu. Đến nay, đã hoàn thành 42 gói, các gói còn lại đang thực hiện, tổng khối lượng trên 80%. Theo Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, các gói thầu tập trung chống ngập gồm đường nối đường Cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918 có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Tuyến đường dài 5 km sẽ hình thành như một bờ đê có bố trí 4 cống ngăn chiều. Tiếp đó là cống Âu Thuyền Hàng Bàng ở ngã ba Rạch Cái Sơn, Mương Khai, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Cống này sẽ chặn dòng nước từ sông Cần Thơ đổ sâu vào Rạch Cái Sơn khi chiều cường. Từ Âu Thuyền Hàng Bàng ngược ra sông Cần Thơ về hạ lưu là cống Đầu Xấu trên con rạch cùng tên, tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Cống này có thêm 3 máy bơm có nhiệm vụ kiểm soát nước từ sông Cần Thơ tràn vào rạch, bảo vệ hai phường An Bình, Hưng Lợi của quận Ninh Kiều. Vẫn dọc theo bờ sông Cần Thơ, công trình kè cao trình 3m và đường sau kè, đường tầm vu dài 1,4 km qua hai phường Hưng Lợi và Xuân Khánh, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, cũng ngăn nước từ sông Cần Thơ đổ vào vùng dự án. Cho đến bến Ninh Kiều, việc bố trí hai trạm bơm, kinh phí khoảng 30 tỷ đồng với tổng công suất 3,5 m khối trên một giây cùng các bể chứa nước ngầm đảm bảo thoát nước nhanh cho khu vực bến trong tình trạng ngập nặng. Hai trạm bơm này thuộc gói thầu cải tạo 32 tuyến đường với tổng kinh phí 313 tỷ đồng. Từ bến Ninh Kiều vào rạch Cái Khế, dự án bố trí cống Âu Thuyền Cái Khế với tổng kinh phí khoảng 436 tỷ đồng. Cống Âu Thuyền này sẽ kiểm soát, điều tiết lượng nước vào rạch để bảo vệ vùng lõi trung tâm thành phố. Ngoài những lá chắn trên, dự án 3 còn tập trung các gói thầu để cải tạo 14 rạch lớn nhỏ của quận Ninh Kiều. Khi hoàn thành, các rạch này sẽ điều tiết nước tốt hơn khi mưa lớn hay chiều cường. Vì sao bến Ninh Kiều vẫn chìm trong nước khi chiều cường đạt đỉnh? Trong hai ngày 18 và 19 tháng 10, thành phố Cần Thơ đón đợt chiều cường lớn nhất trong năm khi mực nước vượt báo động 3, sấp xỉ năm 2022, năm ghi nhận chiều cường kỷ lục ở thành phố này. Nhiều tuyến đường ở khu vực bến Ninh Kiều chìm trong biển nước, có đoạn ngập sâu gần 1 mét, giao thông và cuộc sống người dân đảo lộn. Trong khi đó, một hệ thống bơm 4 máy đặt ngay bến Ninh Kiều, trạm bơm Châu Văn Liêm và cách đó hơn 1 km, dọc sông Cần Thơ vào rạch Cái Khế, một hệ thống bơm 3 máy, trạm bơm Ninh Kiều hoạt động hết công suất vẫn không cứu được bến Ninh Kiều. Tuy nhiên, những năm trước khi chiều cường, nhiều tuyến đường trung tâm khác như Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, một số đoạn Nguyễn Văn Cử, ven hồ Búng Sáng cũng là rốn ngập của thành phố. Nhưng năm nay, những tuyến đường này vẫn khô ráo. Lý giải vì sao bến Ninh Kiều chìm trong nước, ông Nguyễn Văn Tho, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án 3 cho biết, khi chiều cường, nước từ sông Hậu, sông Cần Thơ tràn vào các rạch, sông nhỏ và hệ thống cống thoát nước của thành phố rồi tràn lên mặt đường. Những ngày chiều cường vượt mức báo động 3, mực nước trên sông Hậu vượt 2,2 m. Nước không chỉ theo hệ thống cống để vào mà còn một lượng nước rất lớn tràn vào trực tiếp từ sông Hậu, sông Cần Thơ vào suốt chiều dài hàng trăm mét của bến Ninh Kiều, gây ngập cục bộ khu vực này. Lúc này, hai trạm bơm đã hoạt động hết công suất để nước ra ngoài, dù mực nước ngoài sông đang cao nhưng vẫn sẽ được đẩy về hướng hạ lưu sông Cần Thơ ra sông Hậu, ông Tho cho hay. Cũng theo ông Tho, một nguyên nhân nữa khiến bến Ninh Kiều ngập nặng là hệ thống cống ở khu vực này đã quá cũ, nhỏ. Hơn nữa, nhiều ống cống không có cửa van một chiều nên không ngăn được nước chảy ngược từ sông vào. Cụ thể, trong chuyến khảo sát các cửa van một chiều hồi tháng 9 năm 2024, dọc theo sông Cần Thơ, đoạn từ Âu Thuyền Cái Khế đến rạch Cái Sơn, Mương Khai có 14 cửa van đường kính 40-60cm, không có nắp. Một số cửa van khác có nắp thì không kín do vướng rác. Ông Tho cũng cho biết, thực tế, bến Ninh Kiều ngập không quá lan vào nội ô và thời gian nước rút cũng nhanh hơn vì các hệ thống bơm liên tục bơm nước ra sông khi chiều cường hạ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở khu vực bến Ninh Kiều nằm trong gói thầu cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường thuộc dự án 3 cũng đẩy nhanh tốc độ thoát nước. Các cống thoát nước mới này có đường kính nhỏ nhất là 0,6 m, lớn nhất đến 1,8 m. Về lâu dài, cần có một phương án khác để các công trình phát huy hiệu quả một cách đồng bộ bảo vệ bến Ninh Kiều, ông Tho nói. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều cũng cho biết, đợt chiều cường vừa rồi, nước không chỉ tràn qua hệ thống cống mà phần lớn tràn trực tiếp từ sông lớn vào, với lượng nước này thì không máy bơm nào xuể. Quận từng đề xuất với thành phố phương án chống ngập cho bến Ninh Kiều là xây kè cao hơn hiện tại suốt chiều dài của bến. Có như vậy, nước ngoài sông mới không tràn vào. Nếu nước chỉ tràn qua cống thì máy bơm hoạt động đẩy nước ra ngoài mới hiệu quả, ông Ánh cho hay. Tổng rà soát xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ. Tại báo cáo mới nhất gửi Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo trách nhiệm được giao trong công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã luôn dành sự quan tâm đến công tác nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, trọng tâm bố trí nguồn lực để xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu vận tải và đi lại của người dân được an toàn.
đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị theo phạm vi trách nhiệm quản lý tổ chức rà soát công trình an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc, trường hợp phát hiện hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, triển khai xây dựng nhu cầu và kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch, kinh phí xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải không có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam về việc tổ chức tổng rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ giao thông được quản lý. Từ đó, đề ra phương án, kế hoạch, lộ trình giải quyết khắc phục, tổ chức khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông khi có kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Thực hiện quy định tại Nghị định số 06 năm 2021 của Chính phủ và hướng dẫn tại các thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ. Trong đó, năm 2023 đã hoàn thành kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ và giải ngân 11.958 tỷ đồng, đạt 99,85% kế hoạch vốn giao. Trong đó, xử lý 21 điểm đen, 60 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Năm 2024 đang triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, trong đó đang xử lý 13 điểm đen, 8 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát 3.930 trường học dọc theo quốc lộ, trong đó có 3.245 trường cần tăng cường hệ thống an toàn giao thông khu vực cổng trường. Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo khắc phục ngay trong công tác bảo dưỡng thường xuyên 2.298 trường học, đã phân loại thứ tự ưu tiên và cho phép triển khai sửa chữa đột xuất 642 trường học để thực hiện trong kế hoạch bảo trì năm 2024. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục cập nhật vào kế hoạch sửa chữa định kỳ và sửa chữa hàng năm để nâng cao an toàn giao thông trên quốc lộ nói chung và khu vực trường học nói riêng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm. Chặn quốc lộ 19 một số thời điểm để nổ mìn, phá đá từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12. Ban quản lý dự án 2 cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn km 90 đến km 108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài 18 km với tổng mức đầu tư trên 522 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Phân đoạn dự án trên do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hiệp Cường, gọi tắt là liên danh Đại Phong, Đông Đô, Hiệp Cường thi công. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khối lượng chính trên tuyến đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn km 95+780 đến km 95+860, đoạn dốc đói, xã An Thành, huyện Đắc Bơ, trong thời gian thi công đào hạ nền đường cũ đã xuất hiện tầng đá gốc. Mặc dù đơn vị thi công áp dụng các biện pháp như dùng búa căn kết hợp bột nở, tuy nhiên việc thực hiện không đạt được như kết quả mong muốn. Vì vậy, phương án tối ưu là phá đá bằng cách nhổ mìn tại các vị trí. Ban quản lý dự án 2 cho biết, đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành công tác làm thủ tục hành chính cũng như các phương án an toàn trong quá trình thực hiện phá đá bằng phương pháp nổ mìn. Theo đó, thời gian dự kiến triển khai nổ mìn được thực hiện trong các khung giờ cố định từ 14 giờ đến 15 giờ các ngày từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12. Trao đổi với báo Giao thông, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô, đơn vị thi công cho biết, khu vực dự án nổ mìn nằm trên tuyến đường vừa thi công vừa khai thác. Do vậy, đơn vị đã tính toán thời gian dự kiến nổ mìn trong thời gian cố định khoảng 1 tiếng. Khi thời tiết và điều kiện đảm bảo thì lực lượng chức năng sẽ lệnh phát nổ phá đá. Trước khi nổ mìn một ngày, các lực lượng chức năng sẽ được thông báo, đồng thời triển khai các phương án chốt chặn, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn các vùng lân cận khu vực dự án. Quá trình nổ mìn thi công quốc lộ 19, nhà thầu cam kết tuân thủ đúng hồ sơ, biện pháp tổ chức thi công đã phê duyệt và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường,